Xin chào các bạn đã đến với TechMag. Chúng ta không còn lạ gì với hình ảnh Apple như một nhà sản xuất di động hàng đầu thế giới ở phân khúc cao cấp. Và chính vì điều này cũng khiến cho táo quét luôn trở thành tâm điểm ưa thích của giới săn tin. Nếu như Apple dưới thời Steve Jobs cực kỳ khó lộ tin về iPhone mới, thì Apple dưới thời Tim Cook xứng đáng bị coi là thảm họa về truyền thông khi mà những thông tin về những chiếc iPhone mới luôn bị rò rỉ từ trước đó rất lâu. Ví dụ như với iPhone 10 đã bị rò rỉ gần nửa năm trước khi ra mắt. iPhone 10S cũng tương tự và mới nhất đó chính là thế hệ iPhone 11 hoặc là iPhone 2019 cũng đã lộ diện gần như là toàn bộ về thông số kỹ thuật và cả những hình ảnh chính thức nữa. Do đó, để đảm bảo tính riêng tư và sự toàn diện trên buổi ra mắt của sản phẩm của mình, rõ ràng thì táo quét cần phải hành động ngay lập tức. Các thông tin mới đây cho biết, Apple đã thành lập một nhóm điều tra giám sát đặc biệt để ngăn chặn vấn nạn rò rỉ sản phẩm trước khi ra mắt, đặc biệt là các thông tin dưới dạng kỹ thuật số như là ảnh chụp, ảnh dựng đồ họa và thậm chí là hình ảnh từ các vỏ case cũng bị chặn sạch sẽ. Được biết, rò rỉ kỹ thuật số đã trở thành một vấn nạn với các thế hệ iPhone gần đây khi mà các clicker chỉ cần đăng tải một tấm ảnh về vỏ case hoặc là CAD 3 chiều là gần như đã có thể dự đoán chính xác nhất về kiểu dáng của thế hệ iPhone mới nhất. Do đó, những file CAD sẽ được Apple bảo mật ở mức độ cao nhất, từ việc cấm các nhân viên và các đối tác sử dụng dịch vụ email công cộng và các dịch vụ đám mây của bên thứ ba như là Google Enterprise hoặc là Dropbox, cho đến việc truy cập các file hình ảnh kỹ thuật số cũng phải được bảo mật ở mức độ cao nhất, đặc biệt là phải trang bị cơ chế chặn download với tất cả những thứ có liên quan đến sản phẩm của Apple. Bên cạnh việc bảo mật dữ liệu ở mức kỹ thuật số, thì các đối tác cung ứng linh kiện cho Apple cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt hầu hết tất cả các yêu cầu về bảo mật với sản phẩm đối với Apple nếu không muốn bị phạt nặng. Nếu một hình ảnh bị rò rỉ thì nhà cung cấp phải hoàn trả lại cho Apple 25 triệu đô la và chịu mọi chi phí liên quan tới cuộc điều tra. Một số nhà cung cấp phải tăng cường bảo mật như là trang bị camera nhận diện khuôn mặt, triển khai hệ thống camera an ninh mới và bổ sung đội ngũ nhân viên bảo vệ. Tuy nhiên thì điều khoản hiện tại giữa Apple và Foxconn khiến cho nhà máy này không bị phạt nếu như bị rò rỉ thông tin. Cùng với đó là việc ngăn chặn rò rỉ thiết kế và linh kiện là nhiệm vụ khó khăn nhất. Theo thống kê, có tới 2,7 triệu công nhân có hợp đồng ra vào 40 nhà máy của đối tác của Apple mỗi ngày, đồng nghĩa với khả năng kiểm soát toàn bộ gần như là không thể. Tức là Apple có thể phạt các đối tác của mình, nhưng mà liệu rằng có thể trừng trị được những kẻ sẵn sàng tuồn những thông tin mật ra ngoài bất cứ lúc nào để đổi lấy một khoản tiền hay không? Rõ ràng thì bài toán này mới chỉ được giải quyết sơ sơ ở phần ngọn thôi, chưa rõ là phần gốc như thế nào. Có thể thấy thì với sự nổi tiếng của Apple thì việc tiết lộ thông tin chính xác là bất cứ những thứ gì cũng được, miễn là có liên quan tới sản phẩm thế hệ tiếp theo của táo quét, luôn là một mỏ vàng của giới công nhân làm việc tại các đối tác cung ứng của Apple cũng như là giới truyền thông có cơ hội đăng tải những tin tức mới nhất về thế hệ sản phẩm của Apple tiếp theo. Và cuối cùng là chính vì sự mong đợi và trông chờ từng ngày các tin tức từ táo quét của những người dùng công nghệ đã kết hợp để hình thành một hệ cộng sinh tiếp tay cho nạn ăn trộm thông tin mật của Apple đã diễn ra liên tục trong nhiều năm liền. Và dĩ nhiên thì điều này cũng có một phần nguyên nhân nằm ở người điều hành cao cấp nhất của Apple là CEO Tim Cook. Với tư cách là người kế nhiệm Steve Jobs, Tim Cook đã chứng minh vai trò thiên tài và kiếm tiền cho công ty, nhưng đánh thất bại nghiêm trọng trong công tác bảo mật thông tin nội bộ. Lấy ví dụ gần đây nhất, kể từ khi Tim Cook nắm quyền thì sự tai tiếng của buổi lễ ra mắt với chiếc iPhone 5, khi mà những thông tin về chiếc điện thoại 4 inch đầu tiên của táo quét đã bị bại lộ hoàn toàn. Và cuối cùng thì đã khiến cho các chuyên gia phải ngán ngẩm nhận xét rằng điều bất ngờ nhất ở sự kiện của Apple là không có điều gì bất ngờ cả. Mọi thứ tiếp tục lặp lại khi mà thông tin về iPhone 2013 rồi đến bây giờ là iPhone 2019 OS xuất hiện trên mạng. Thậm chí khi Apple thay đổi thiết kế trên iPhone 10, chiếc điện thoại kỷ niệm 10 năm iPhone đầu tiên ra mắt, nhiều người cũng đã biết đến sản phẩm này chắc chắn sẽ có màn hình tay thỏ trên màn hình. Dù biết rằng tên chính thức của sản phẩm phải đợi đến khi diễn ra sự kiện mới biết rõ được. Dù sao thì với việc bại lộ hoàn toàn thông tin và thế hệ iPhone năm nay thì trước mắt Apple đã thất bại khi mà cố gắng giữ sự tươi mới của sự kiện của mình qua từng năm. Có lẽ cũng như iPhone 10 thì điều gây bất ngờ nhất tại sự kiện tháng 9 sắp tới của Apple sẽ chỉ là việc đoán xem tên gọi của những chiếc iPhone 2019 là gì mà thôi. Vừa rồi là những chia sẻ của TechMag. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Nếu cảm thấy video này là thú vị thì các bạn hãy nhớ chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube của TechMag để xem nhiều video hơn nữa nha. Và các bạn ơi, hiện tại TechMag đang có một đợt tuyển quân. Những bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể tham khảo ở đường link mình để dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của TechMag.